bánh bèo, nầm lọc, bánh canh nóng cổ, bún thịt nướng, bún mâm nếm, chè Huế. Ui cháu ấy kìa, cả ngày không hết. Muốn ăn hết cả bọn đó chỉ có vào ngày chờ Đông Ba. Mua gãy ăn là nhé, gãy chờ Đông Ba ấy. Cho 100.000 đang tập chờ Đông Ba đấy cháu. Ở đây thì có nguyên dãy ẩm thực các món Huế luôn. Mọi người vào ăn chỉ cần ghé khu chờ này nhá. Đầu tiên là phải ăn ngay tô bún lòng xào nghệ đã nào. Bún thì sẽ ăn kèm với lòng thêm ít nghệ tươi xay, rau răm và trộn đều. Bún thơm, cay cay ở đầu lưỡi rất là ngon. Phần mình ăn chỉ có 15.000 thôi mà ủ đầy tô luôn. Bên cạnh còn có bạn mình nầm lọc thì kêu ngay gì ăn cho đã miệng. Rưới thêm tí đường mắm ớt nữa. Cha cha, 15.000 mà ăn bẹt nha luôn. Bánh ở đây thì mình thấy mềm và ngon, vẫn còn nóng hổi nha. Giao tiếp thêm một vòng nữa có bánh bèo nầm lọc rá mít, bánh khoái đô của Onini. Tới Huế là phải ăn mấy món bánh của Huế mọi người nghe. Bánh dễ ăn, ngon miệng, không bị ngã, không dầu mỡ, dĩa đi mà chỉ có 15.000 đi tê. Đang ăn mà thấy mùi mầm nêm thơm quá, đứa đã thêm mặt bún nữa đi. Ai chế mùi mầm nêm chứ tôi là mê quá trời, nghiền luôn á. Bún ăn kèm với rau sống, thịt đầu, nem chà, thịt nướng, xong rồi trồn trồn lên. Ui cháu ơi, tựa cả được miếng. Tô ni thì chỉ có 15.000 thôi. Dì nói à, con ơi, ăn thêm cái bánh khoái cho đủ mấy món Huế luôn tê. Ok luôn dì, làm thêm cái bánh khoái 10.000, rẻ ngon, giòn rùm. Ăn xong rồi thì đi tiếp qua quán ó bảng bánh canh nắm cổ. Món ní thì quá nổi tiếng ở Huế luôn rồi. Đi xa chỉ mong ngay về để ăn. Bánh canh dẻo dẻo, ăn cùng với chả cua, thêm tí nước mắm ớt. Nhất cái nắp, tôi mới ăn là có giá 15.000 nha. Ngán đi bùng nó lắm rồi đây, mà do mặn miệng quá thì làm đi che cho đỡ khạc hí. Che ní đủ món, mà mình ăn là che hạt sen cho mát. Lý mình ăn có giá 15.000, có mấy loại rẻ hơn thì 10.000 thôi. Tổng tiền khai mình ăn hết tròn chẳng 100.000. Ui cháu ơi, rẻ dễ sợ trời ơi. Bởi rửa mọi người nhớ tới Huế du lịch thì ghé cho Đông Ba ăn nghe.